xin ông hãy bỏ qua cho tôi lần này. Xin ông đó. Tất cả mọi người làm việc ở đây không ai được phép mắc bất cứ sai lầm nào hết. Cô xin đã ông bị đuổi rồi. Có chuyện gì ở đây vậy? Dạ thưa cậu, tôi đã đuổi việc cô ta để cô ta không gây phiền phức cho buổi lễ đính hôn và đám cưới của cậu. Nếu ngày mai cô ấy không tới đây làm việc thì ông không cần phục vụ tôi nữa. Tôi xin lỗi. Chắc là cô đang rất buồn. Nhưng gia đình của tôi đã chơi đùa quá phấn khích rồi. Thật ra thì ngày mai là ngày đính hôn của tôi. Nên tất cả mọi người đã chơi tới quên hết mọi chuyện luôn. Tôi đã nói với ông quản gia rồi, ông ta sẽ không đuổi việc cô. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Nè, tôi có mang theo thuốc tới đây. Chút nữa tôi đưa cho cô. Cô uống thuốc rồi ngày mai sẽ khỏe lại thôi.
người làm trung thành của tôi. Tuy là cô đã mắc sai lầm nhưng mà tôi sẵn sàng bỏ qua hết cho cô đó nghe. Và ngày mai cô có thể đi làm trở lại được rồi đó. Tôi sẽ không bao giờ đuổi việc cô thêm lần nữa đâu nghe. Không được ăn gian, không được ăn gian nha, có biết chưa? Ừ, đúng rồi đó. Anh luôn chơi ăn gian. Phải làm như vậy, như vậy đó. Ăn gian. Anh đi đâu vậy? Anh đã bỏ qua một đề tài hấp dẫn rồi đó. Họ lại nói về người rắn và thầy phù thủy nữa. Đề tài này đáng sợ hơn người rắn gấp nhiều lần. Đó là tình yêu. Mẹ vừa mới nói với mọi người là tình yêu đến với mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn anh nghĩ sao hả? Nè anh, anh không tin vào điều đó đâu em. Giống như giáo hoàng thứ sáu vậy. Nhưng chuyện đó rất phi thực tế. Ê nè 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 nè, sao là gian chứ sao? Đúng rồi, cái gì vậy đâu? Cái thằng người nào ăn gian thì cho dù là con trai hay là con gái đều bị xử phạt. Thành viên nhìn mình chơi cái chuyện này rõ rồi. Rồi tiếp lại nha. Đã dặn rồi, không được ăn gian nha. Gái gái anh ta lúc nãy gì ăn gian đó. Chơi lại, chơi lại đi. Chơi quá. Chơi một con gian. Rồi lại đi. Kỳ cục vậy. Chị đã thắng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, đáng ghét thiệt. Trong nhà không bắt được tín hiệu sóng, ở đây cũng không có sóng. Cái đền thờ ở chỗ này là đền thờ mình đã mơ thấy phải không? Mình cũng đã mơ thấy được người con gái này trong mơ. Hãy chấp nhận con người thật của anh Dri Thiết à. Đến đây. Em đã chờ anh ở đây từ lâu lắm rồi. Đến đây Dri Thiết. Mọi thứ anh đã mơ thấy trong giấc mơ bây giờ đã trở thành sự thật. Hãy đến đây với em đi. Vì anh thuộc về em. Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Đến đây Dri Thiết.
đến đây. Mơ thấy nơi này không phải là một sự ngẫu nhiên hay trùng hợp gì đâu. Đây chỉ là một sự khởi đầu về kế hoạch trả thù của những con người trắng như chúng tôi. Không có cái gì hay người nào có thể ngăn cản những con người trắng đi trả mối hận thù ngày xưa. Câu chuyện mà anh chưa hề biết được sẽ phơi bày. Để trả được mối hận thù sâu đậm đó thì câu chuyện sẽ được nhắc lại một lần nữa. Anh có thể trốn khỏi tất cả mọi thứ. Anh chạy trốn khỏi quá khứ và chạy trốn khỏi hiện tại bây giờ. Cho dù anh chạy tới chỗ nào thì anh không thể thoát khỏi được sự trả thù của người trắng, sự trả thù của cô ta và sự trả thù của tôi nữa. Màn đêm cũng đã buông xuống rồi và bánh xe của thời gian đã bắt đầu quay ngược trở lại. Hôm nay là ngày tái sinh của ngươi. Chúng ta sẽ tới nơi này vào cùng một thời điểm và vào khoảng thời gian 20 năm sau, và lịch sử sẽ được lặp lại một lần nữa. Đây chính là thử thách của chúng ta. Chắc chắn nó không phải là kết thúc mà chính là sự khởi đầu. Này hỡi rắn kia, ta không hề quên những gì đã xảy ra với gia đình ngươi, và ngươi cũng không được quên. Chúng ta nhất định phải báo thù. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho gia tộc ngươi. Đây chính là lời nguyện của ta. Mau xuống đây đi thằng Shiva. Mau xuống đây đi. Mau xuống đây đi thần Shiva. Hãy mau xuống đây đi thần Shiva. Mau.
đi đi. Bây giờ thì ngươi mau tới gia đình mà ngươi nên tới đi. Em thật là bất cần đó nha. Tất cả những người lớn tuổi đã đi hết rồi đó. Bây giờ chúng ta có thể vui vẻ rồi đúng không? Nè anh, sao anh lại dừng lại vậy hả? Không có gì đâu chị, không có gì hết. Chỉ là cảm hứng của tôi vừa mới bị mất hết tức thời thôi. Là sao? Chị có biết tại sao không? Trong đời này có một vài cô gái sẽ truyền cảm hứng cho chúng tôi, để ca hát, để nhảy múa. Chị hãy tin tôi đi. Giây phút mà tôi nhìn thấy chị, trong đầu tôi đã nói là: Nè Arjuna, đừng có ca hát nữa. Chị, đừng có để ý tới anh ta. Lúc ở nhà anh ta cũng hay đùa giỡn như vậy với mọi người. Chị hiểu. Thật may mắn là em sắp lập gia đình và chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Trong gia đình chồng của chị thì không có đùa giỡn như vậy đâu. Mọi người sẽ luôn làm cho em cảm thấy vui vẻ. Chúng ta sẽ đi mua sắm, sẽ đi làm đẹp nữa. Và chúng ta... Thôi được rồi chị Cavaso. Em cảm thấy đói bụng quá rồi. Lại đây, lại đây. Ngồi đi nào. Em rất hào hứng về đám cưới có phải không? Em đang mong đợi như một đám cưới kết hợp giữa truyền thống và hiện đại có phải không nào? Em coi chừng ảnh hưởng tới hôn nhân đó. Chị à, chị nhớ là phải bắt em ấy mặc đồ cung hát đó nha. Chuyện là vậy, em sẽ không bao giờ mặc đồ lỗi thời đâu đó. Và em cũng không cần phải lo lắng gì Tri Thích nữa. Có nhìn thấy Ritik không? Dạ em cũng thấy. Bọn trẻ đang chơi bên ngoài, chắc nó cũng ở đó mà. Ở đâu? Chắc là nó đang chơi ở bên ngoài thôi chị à. Nó rất biết cách chăm sóc bản thân. Hai trăm lẻ bảy, hai trăm lẻ tám. Đúng vậy, sức khỏe của mình càng ngày càng tốt. Hy vọng là thằng bé Ritik không gặp rắc rối. Xong chưa? Đi thôi. 16. Anh Kurs, mọi người đang đợi đó. Một mình em đã phải lo tất cả mọi thứ rồi. Còn một lần nữa, ngày mai con trai của chúng ta đến đu hôn đó anh à. Còn chuyện gì quan trọng hơn con trai ta? Tập tạ hay sao? Tập tạ xong rồi sẽ có cơ bắp. Vậy bây giờ anh có biết con trai ta đang ở đâu không? Em nên quan tâm tới sở thích của chồng thay vì quan tâm tới con trai. Chắc nó đi chỗ nào đó có sóng để gọi điện đó. Ý của anh là thằng Ritik nó đã ra khỏi nhà sao? Thời tiết thật là đáng sợ. Sao anh lại để con đi ra ngoài vậy? Anh không nhớ là chuyện gì đã xảy ra vào 20 năm trước sao? Anh nói cho em biết là anh nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra vào 20 năm trước. Nếu em cứ tiếp tục nhắc lại thì Ritik sẽ biết mọi chuyện. Tới lúc đó thì làm sao em và anh có thể đối mặt với con trai của chúng ta? Em đã làm gì? Em đã cố gắng quên hết đi. Nhưng mà nó đã quay lại rồi. Mọi thứ quay lại sao? Em có biết là chúng ta phải khổ sở thế nào để quên đi chuyện này hay không? Anh đã cố gắng bắt đầu tất cả mọi thứ lại từ đầu đó. Bây giờ anh đã là ông trùm trong ngành xây dựng của đất nước này. Tất cả mọi chuyện chỉ có thể là như vậy. Nghe nè. Dạ. Cái tủ đó vẫn còn khóa chứ?